Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 7 2021. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 190. Ngày nào mình cũng nhắc nhở nhau quyết tâm quyết chí để về thế giới cực lạc. Những đức mỗi ngày đều nói như vậy. Không biết hàng Phật tử khắp nơi nơi quý vị có chê thừa không quý vị? Mục tiêu của mình niệm Phật để cầu sanh cực lạc, nên chúng ta nhấn mạnh chỗ này để mà quyết tâm nghe không? Để gây dựng tín nguyện của mình cho thật là kiên cố. Chúng ta càng phát tâm mạnh mẽ muốn về cực lạc, chúng ta muốn đến một cái chỗ đó quá tốt đẹp, chúng ta được có người giới thiệu cái chỗ đó tốt đẹp mình muốn gì. Mà bây giờ mình muốn về thế giới cực lạc, mình được một vị giới thiệu mình rất yên tâm và tin tưởng, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta giới thiệu, phiên mình nên về thế giới cực lạc. Nên có một câu nói rằng: đã được vãng sanh thì liên hoa quá xanh, chẳng còn các nỗi khổ, thuần mang hình dáng bé dai, thọ ngang hư không, thân không tai biết, những danh từ lão khổ bệnh vân vân còn chẳng nghe đến, hóng là có thật. Oh. Quý vị coi á, chúng ta ở trong bụng mẹ của mình, mẹ uống một ly nước lạnh thì cũng như chúng ta ở trong địa ngục hàn băng. Mẹ uống một ly nước nóng thì giống như chúng ta ở trong địa ngục bát nhiệt. Khi những ngày tháng sắp sửa sanh thì chúng ta giống như là mình ở trên một cái đỉnh núi cao mà rớt xuống. Vì sao? Vì cái trạng thái khi một đứa bé ở trong bụng mẹ, lúc bình thường là đầu của các cháu hướng về hướng đầu của mẹ, nhưng khi những ngày chuẩn bị sanh thì các cháu có sự chuyển mình, chuyển mình quay ngược lại. Thì quý vị biết rằng là tất cả những người sanh con phần nhiều là con ra từ cái đầu ra trước, hiểu không? Còn nếu như đứa nào mà ra cái chân ra trước thì nguy hiểm, đứa này gọi là sanh ngược, hiểu không? Ngược ngạo, cái thứ mà quan gia trái chủ đến làm cho cha mẹ hãi hùng, sự đau sự khổ không cùng thỏa phân, thấy không? Nó làm cho cha mẹ hãi hùng thì đứa con này đến là để báo oán đó. Còn đứa con mà đến báo ơn nó chưa gặn, nó chạy ra cái ẹp ra. Thì lúc mà sắp sửa sanh thì bắt đầu là nó chuyển mình và chở đầu lại. Thì lúc đó quý vị biết rằng cái trạng thái của đứa bé này giống như nó từ trên một đỉnh núi mà nó rớt xuống. Cái sự mà thâm thẳm lo và sợ hãi vô cùng. Khi mà lúc mẹ chuyển bụng sắp sửa sanh thì quý vị biết rằng là sự đau đớn của mẹ để mà gặn đứa con này ra. Khi mình được đi ra thì đi ngang cửa mình của mẹ như là hai hòn đá đang ép người mình, làm cho mình đau cực kỳ đau. Và khi mình được thoát ra thì quý vị biết rằng là những cơn gió nó làm cho da thịt của cháu rét như là bị cắt da cắt thịt, nên cháu khóc hòa lên, không? Nên bất cứ một đứa bé nào sanh ra đời là khóc lên, là sanh khổ. Còn điều này Đức Phật nêu lên rằng là đã được vãng sanh thì liên hoa quá sanh.
vãng là hoa. Chúng ta đến một cái quốc độ cực lạc là sanh từ hoa sen sanh ra. Còn chúng ta vãng sanh đến cái cõi này thì chúng ta phải chịu ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày. Khi sanh ra mình phải đi ngang cửa mình của mẹ và vô cùng ô uế. Chúng ta ở trong bụng của mẹ cũng như ở trong bụng máu. Chúng ta ở trong phân tiểu lẫn lộn, mình nằm trong đó dơ giấy vô cùng. Phải nhớ, nếu như chúng ta được cái phước duyên ở trong bụng một người mẹ biết ăn chay niệm Phật, có tâm thiện thì đây cũng là có phước. Nếu như chúng ta ở trong bụng một người mẹ ăn thịt săn hẳn, khó chịu, ghen tuông, chồng đi sớm về muộn, thì mình rất bị nặng nề. Và sự âm hưởng đó làm cho đứa bé này khi sanh ra nó có một cái tâm trạng bất thường, khó chịu, khó dạy, cực kỳ lớn. Đây là chỗ chúng ta nương vào kinh giáo để lý luận nha quý vị. Cái này rất là xác thực và rất quan trọng. Nên nhà Nho là người ta đã có dạy cái thăng giáo từ khi mang thai, là người ta đã dùng thăng giáo. Người mẹ này không nghe những cái âm thanh không cần nghe là xấu xa, không thấy những cái hình tướng xấu xa, không xúc chạm những cái xấu xa, toàn là nghe thấy và xúc chạm những cái tốt đẹp. Đó là thăng giáo làm cho đứa con này được tốt đẹp. Khi sanh ra đứa này dễ dàng. Phải nhớ, từ nơi đó mà người xưa khi một người phụ nữ mang thai thì bắt đầu người ta về nhà mẹ ruột để dưỡng thai, không có ở bên cạnh chồng. Vì ở bên cạnh chồng thì tâm dục vọng hoặc là tâm sinh lý hoặc là sự ân ái của vợ chồng gần gũi với nhau, thì sau này sanh ra đứa con, đứa con này cơ thể sẽ bệnh hoạn, eo ọt khó nuôi. Nên Ấn Tổ ngài nói rằng một người phụ nữ mang thai mà vợ chồng còn gần gũi một lần thì sẽ làm tổn hại cái bầu thai này rất là lớn. Nếu nặng thì bị hư thai. Còn nếu như được sanh ra thì đứa bé này cũng eo ọt khó nuôi và cơ thể dơ giấy và ghẻ chóc đầy mình, khổ lắm. Phải nhớ. Nên chúng ta sanh đến cuộc đời này gọi là sanh khổ. Và già khổ là lão hóa, bệnh khổ là gần chết, chết khổ là đọa lạc. Còn bây giờ công đoạn này Đức Phật nêu lên rằng là đã được vãng sanh thì liên hoa hóa sanh. Chúng ta sanh ra từ hoa sen, lấy hoa sen làm mẹ sanh chúng ta. Hoa sen là biểu trưng cho cái thanh tịnh trong nhà Phật. Như cái câu chúng ta thường đọc: trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gặn bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Có nghĩa là ở trong cái ngũ dục lục trần mà không bị ô nhiễm, không bị bụi đèn. Hoa sen biểu trưng cho sự thanh tịnh. Mẹ chúng ta ở thế giới cực lạc sanh chúng ta ra, mẹ là hoa sen. Chúng ta nói câu này cho dễ hiểu quý vị. Nên chúng ta sanh ra từ hoa sen, chúng ta không có bị sự câu thúc của nghiệp chướng. Đó là sự ân ái của cha mẹ như ở thế gian. Mà chúng ta sanh về thế giới cực lạc là nương vào bổn nguyện thanh tịnh trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà. Mà chúng ta niệm danh hiệu của ngài, chúng ta được ngài tiếp dẫn về thế giới cực lạc, và chúng ta kết thành cái quả trong hoa sen. Và chúng ta sanh ra từ hoa sen, nên mới nói câu là hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Rất là đặc biệt, sanh thì từ hoa sen sanh ra chẳng còn các nỗi khổ. Tại vì sanh ra từ hoa sen nên không có một cái nỗi khổ gì như chúng ta sanh ở cõi đời này. Ở cõi đời này sanh ra và chúng ta càng ngày càng khôn lớn thì càng ngày càng khổ.
Có những đứa bé mới sanh ra nó đã sanh trong một gia đình nghèo khổ, không có sữa để dùng. Và có khi có nhiều đứa nít dưới quê là uống nước cơm bỏ được. Có khi mẹ phải đi làm để nằm đó, hoặc là em nê nê để chăm cho bé này, thấy khổ phải không? Còn chúng ta sanh về thế giới cực lạc thì chẳng còn các nỗi khổ đó nữa, luôn luôn là vui vẻ. Và người ở thế giới cực lạc thường mang hình dáng bé trai, thọ ngang hư không, tướng trượng phu, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Vừa mới sanh ra là tướng của trượng phu, chứ không phải một em bé như ở thế gian này. Thân không tai biến là thân thể không theo ngày tháng, già bệnh không có biến dạng theo cái già như người ở thế gian này, mà luôn luôn trẻ trung, sắc diện rất tốt đẹp. Người thế giới cực lạc sắc diện rất tốt đẹp. Những danh từ lão khổ, bệnh vân vân còn chẳng nghe đến, hóng là có thật. Tiếng khổ còn không nghe, hóng chi là có khổ. Không, đây là trong kinh giáo Đức Phật nêu rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta muốn sanh về thế giới cực lạc, một quốc độ tốt đẹp như vậy, thì cái tâm tư của mình phải có một cái cảm nhận và thích thú, và một gì, hai gì, ba gì tôi phải dìa cái tâm quyết đó đó. Thì quý vị là người niệm Phật sẽ kiên nhẫn cả đời niệm Phật, nhất định quý vị sẽ không bao giờ thối tâm. Hãy nhớ nghe. Thêm một công đoạn nè: nơ thân có đại thần thông. Quý vị coi qua trong kinh giáo, đệ tử của Đức Phật có tôn giả Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất. Quý vị phải biết rằng quý vị về thế giới cực lạc thì thần thông của quý vị vượt qua mặt của tôn giả Mục Kiền Liên nhiều. Thần thông và có đại quay lực, không? Như vậy thì cái khả năng làm việc của người thế giới cực lạc cực kỳ là cao. Mà cái việc làm của họ là làm việc gì? Toàn là làm việc cứu độ chúng sanh không à. Cái việc này làm này là cái việc làm của chư Phật Bồ Tát. Không bị già, không bệnh, không chết, mà năng lực thần thông của mình thì quá lớn, bậc A-la-hán không thể nào so sánh. Tuyệt vời như vậy đấy. Trong một niệm đi mười phương chư Phật nhưng không đi. Như vậy mà đến mười phương chư Phật để cúng dường và nghe pháp. Cúng dường là tu phước, nghe pháp là tu huệ. Thế giới cực lạc là thế giới phước huệ, nên chúng ta sanh về thế giới cực lạc thì phước huệ thì khỏi cần phải nói. Thù thắng lắm, quá thù thắng. Đúng không? Thần thông quay lực vô cùng lớn khi sanh về thế giới cực lạc. Vì coi đặc biệt không, sanh ra từ hoa sen sanh ra thần thông. Quý vị coi mà phim Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không, thì cô giáo Lưu Tú Văn cô nói rằng nếu lấy năng lực thần thông của Tôn Ngộ Không so sánh với người thế giới cực lạc thì cái việc làm của Tôn Ngộ Không cũng như trò chơi con nít. Thì quý vị biết rằng cái năng lực thần thông của người thế giới cực lạc cỡ nào, cả bậc A-la-hán còn không so sánh nổi với cái người ở thế giới cực lạc. Khi sanh về thế giới cực lạc thì cái địa vị là nhất sanh bổ xứ, nhất Phật thừa, quá thù thắng, không? Quá tuyệt vời. Khi nghe tự nhiên trong lòng của mình, quý vị sẽ nhìn thấu cái cõi đời này sao quý vị? Rồi cái bản thân của mình bệnh hoạn, eo ọt khó nuôi thì sao ở cõi đời này? Rồi quý vị có phát tâm mạnh mẽ để đi về cực lạc hay không? Quý vị coi một cái cảnh giới bệnh hoạn dãy đầy, không phải là mình muốn đá đổ, nhưng mà bây giờ mình muốn giúp người giúp không được. Bây giờ tôi phải sanh về thế giới cực lạc, không già, không bệnh, không chết, đầy đủ năng lực thần thông, trong một niệm đi mười phương chư Phật để mà cúng dường, mà cái thân chính của mình dẫn trụ ở cõi cực lạc, mỗi ngày nghe Phật A Di Đà thuyết pháp. Hay quá,
tuyệt vời quá, thấy không? Bởi vì phải về thế giới Cực Lạc mới được. Chẳng rời chỗ mình đang ở, mà ngay trong một niệm ở khắp các thế giới của chư Phật trong mười phương, làm các Phật sự thượng cầu hạ hóa, tâm có đại trí huệ, đại biện tài, không có các nỗi khổ, chỉ hưởng các sự vui, nên gọi là Cực Lạc. Đó, vị nghe không? Luôn luôn trụ ở thế giới Cực Lạc, nhưng mà phân thân thì đi mười phương chư Phật đi cứu độ chúng sanh. Đi đến một quốc độ của chư Phật nào đều trực tiếp gặp được vị Phật đó và nghe ngài thuyết pháp, xong chúng ta cũng vừa. Tuyệt quá, quá tuyệt. Bởi vì Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết, ngày nói chúng ta nghe pháp ở thế gian này 100 năm, 1000 năm cũng không bằng ở thế giới Cực Lạc mà nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp một tiếng hồn. Cái lời thuyết pháp của ngài mà nghe bao nhiêu mình rót thẳng vào tâm tư của mình, và tức khắc là sự giác ngộ của mình bừng tỉnh lên hết. Hay quá, quá tuyệt. Thế giới Cực Lạc cùng cực an vui, trí tuệ lớn, năng lực thần thông lớn, cái gì cũng lớn, quốc độ lớn, cơ thể không bị hoại, sự an lạc cùng cực, toàn là gần gũi bậc thượng thiện nhân. Cái nơi ở của mình thì thôi, trong kinh giáo phô diễn là đẹp cực kỳ, mình không thể nào lý giải được, mới nói là một quốc độ không thể nghĩ bàn, mới gọi là Cực Lạc. Cực là cung cực, tốt đẹp đến mức cung cực, vui vẻ đến mức cung cực, an lạc đến mức cung cực, tự tại đến mức cung cực, độ sanh đến mức cung cực, không có giới hạn. Hay quá. Bởi vì quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc quá là đúng rồi. Đúng rồi đó quý vị. Nên tất cả những người chúng ta đang mang cái thân này ở cái cuộc đời này là thân tứ đại hợp thành, đất nước gió lửa hợp thành. Trong cơ thể chúng ta là do cái nhân tinh cha quyết mẹ, sự ô uế hiệp thành cái thân này. Bây giờ nên cái thân này nó càng ngày nó càng lớn, và nó già và nó bệnh và đi vào cái chết, và phần nhiều đi đọa lạc tam đồ. Bây giờ mình mang cái thân này, mình đang sử dụng cái thân này, bây giờ mình nghe Phật pháp, mình biết niệm Phật, mình biết tu hành, đây là một cái đại phước báo, đại nhân duyên mà mình gặp được. Phải nắm bắt cơ hội, phải nắm bắt cơ hội nghe quý vị. Phải giữ cái tâm bình tĩnh. Vì sao? Vì sao phải bình tĩnh? Vì mỗi một con người ở cái cuộc đời này ai cũng sẽ chết một lần. Đã là ai cũng chết, như vậy thì tại sao mình lại sợ chết? Đã là ai cũng bệnh, vì sao mình phải sợ bệnh? Phải chi mà không ai bệnh mà một mình bệnh, sao kỳ như vậy? Không ai chết, một mình chết, sao kỳ như vậy? Còn tất cả những con người đến với cái cuộc đời này, từ là ông bà mình, cha mẹ mình đều lần lượt chết. Có những người chết trẻ, có những người chết già, có những người chưa được sanh ra trong cuộc đời này đã chết. Mà chúng ta là người học Phật mà bây giờ mình lại sợ bệnh và sợ chết. Cái lý lẽ này nên phân chành ra, để cho mọi người chúng ta nên tỉnh lại. Tỉnh lại quý vị, phải bình tĩnh. Người niệm Phật phải bình tĩnh. Nếu như mình sợ chết thì đánh tan đi cái tính nguyện của mình. Mình phải bình tĩnh để gây dựng được tính nguyện. Quý vị phải nhớ rằng không có một cái gì ở trong cái cuộc đời này mà chúng ta nắm bắt giữ gìn được, từ tiền của vật chất, vợ đẹp con xinh, tất cả những thứ này đều là hư vô và ảo ảnh của trần gian, không có nắm bắt được. Chúng ta phải nhìn sâu sắc rõ ràng, hoặc là nhìn thấu buông xuống. Chúng ta chọn một con đường đi đến một cái hướng đi tốt đẹp, và dẫn dắt rủ nhiều người cùng đi theo mình. Ai không đi thì gieo duyên cho họ một câu Phật hiệu, để giúp cho họ đắc độ về sau. Hay, tuyệt vời. Những bài học tập thì đúng là hừng hực trong tâm. Đúng là rõ ràng cái tâm mà muốn sanh về Cực Lạc, mà nói về thế giới Cực Lạc một cái là giống như nó cảm hứng nghe vậy. Cảm ứng đi thế giới Cực Lạc, nó ứng đến. Những cái điều chia sẻ này những đức tin chắc rằng Phật lực gia trì. Dù mình còn là phàm phu, có khi mình cũng còn nghĩ sai, nhưng lúc mình nghĩ sai là chiêu cảm chứ, cái tâm sai đó. Còn lúc mà mình nghĩ về thế giới Cực Lạc, mình niệm Phật, mình sẽ buông xuống vạn duyên để mà cầu sanh Cực Lạc, thì cảm ứng lúc đó liền. Nên cái lúc mà mình nói chuyện chia sẻ Phật pháp là có sự gia trì. Hàng Phật tử nghe những đức tin chắc, quý vị sẽ cảm
cảm với cái lời nói. Có những người nghe mà quý vị biết rằng mình nghe mà say mê, vì sao vậy? Nó thấm vào máu vào thịt của mình, thấm vào đó. Cái sự nói nó mạnh dạn, nó quyết đoán, nó nói mà dứt khoát, tự nhiên thâm nhập vào tâm tư của mình, làm cho mình trời giống như là mình sẽ buông xuống hết tất cả những sự lo buồn phiền, và tự nhiên mình có một cái sự mà vúng víu, một sự an tâm. Mà từ cái lời chia sẻ này, mà từ đọc từ lời dạy của Phật, làm âm hưởng qua tâm tư của mình, giúp cho mình tự nhiên nó thư thớt khỏi lòng, nhẹ nhàng vững bước. Tuyệt quá, tuyệt quá. Nên có một cái cô bên Hàn Quốc, cô nói rằng tự nhiên từ khi mà cô nghe mình chia sẻ, cô cảm thấy cô ấm áp khỏi lòng, cô không còn bất an nữa. Lúc trước mà sống với một người chồng mà vì ngôn ngữ bất đồng nên có khi không hiểu nhau, có khi ưa kinh lộn, khó chịu nhau. Và cô nói tại sao cuộc đời cô phải đến một cái xứ lạ quê người, cô phải sống như vậy. Nhưng mà từ khi cô được cái duyên nghe Phật Pháp, và mỗi ngày cô nghe những Đức nói chuyện, cô nói rằng là gần 2 năm nay, thì quý vị biết rằng tự nhiên cô cỡ mở tâm tư, nhất là những cái câu mà thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Tự nhiên cái tâm chấp nhận. Và cô thấy tội nghiệp người chồng không tiếp nhận Phật Pháp, và tự nhiên cô vui vẻ sống để trả tất cả những món nợ trong cuộc đời này và niệm Phật. Tự nhiên càng ngày cô càng an lạc. Bây giờ cô nói cô tự tại vui lắm, cô cảm thấy rằng là mình không có hờn trách số phận nữa. Gặp Phật Pháp là không còn hờn trách số phận, nên sống hết tâm tư của mình, sống hết cái nỗi lòng của mình, đều muốn đem cái tốt đẹp nhất để chia cho những người thân bên cạnh. Nếu như họ tiếp nhận cũng được, họ không tiếp nhận cũng vô cùng là tùy duyên, không sao. Quý vị thấy Phật Pháp hay không? Nên mới nói là Pháp thí thắng mọi thí, nghe rồi ái diệt hết khổ đau. Những cái điều chia sẻ này nó làm cho nội tâm của mình thư thớn lắm quý vị à. Thế giới cực lạc tuyệt vời quá, quá tuyệt vời. Phải gì? Nên những điều chia sẻ này bằng cái tâm quyết, nguyện Tam Bảo gia hộ cho hàng Phật tử khắp nơi nơi chân thật niệm Phật, quyết chí đời này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.